Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ kênh Món Ăn Ngon Mỗi Ngày. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn cách làm bánh bông lan cơ bản, dễ làm tại nhà. Và nguyên liệu chúng ta gồm có trứng gà thì mình sử dụng là khoảng 5 quả. Thì mình tách lòng đỏ và lòng trắng ra thì mình cân được là khoảng 270g. 5 quả trứng gà mình tách ra rồi. Về bột mì thì mình sử dụng là bột mì đa dụng, hoặc các bạn sử dụng bột mì số 8. Mình sử dụng là 180g bột mì. Mình xin lỗi các bạn, là mình sử dụng là 160g bột mì thôi nha. Đường thì mình sử dụng là 180g đường. Đường thì sử dụng loại nào cũng được. Sữa tươi thì mình sử dụng là 17g sữa tươi. Về bột bắp thì mình sử dụng là 20g bột bắp. Dầu ăn thì mình sử dụng là 15g dầu ăn. Và các bạn sử dụng cho mình là 1/3 muỗng cà phê muối, và cộng với 1 muỗng cà phê nước chanh. Tại mình không có nước chanh nên mình sử dụng là nước tắc cũng được nha, cho nó có chất chua để khử cái mùi tanh của trứng. Tiếp theo thì các bạn sử dụng cho mình là một miếng phô mai như thế này. Một miếng phô mai như thế này là khoảng 15g. Và mình đã làm cho nó tan chảy ra rồi, bằng cách là các bạn cho cái miếng phô mai vào cái chén, rồi các bạn cho vào một cái nồi có nước sôi, nó giống như là chúng ta hấp vậy đó. Chúng ta làm cho cái này nó tan đó, phô mai. Rồi bây giờ mình sẽ cho là cái sữa tươi này vào để mình trộn đều với cái phô mai. Các bạn trộn đều cái này nha. Sau khi trộn đều phô mai và sữa tươi rồi, bây giờ mình sẽ để yên một góc đó, một hồi mình sẽ xài nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho là một muỗng canh, mình xin lỗi, một muỗng cà phê nước chanh cộng với 1/3 muỗng cà phê muối mình cho vào cái lòng trắng nha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cái lòng trắng này cho nó bong ra. Bây giờ để cho nó rộng thì mình sẽ cho lòng trắng trứng vào đây để cho nó được rộng rãi nha. Mình đánh lòng trắng trứng này. Đầu tiên thì các bạn đánh số nhỏ thôi, mình đánh trong khoảng 15 phút nha. Sau khi mà của mình nó bong lên bọt vậy, mình đánh chưa được một phút đâu, nó bong lên bọt rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái lượng đường mà mình có đó, mình sẽ cho từ từ vào đến hết luôn nha. Đầu tiên thì mình bắt số nhỏ thôi, rồi từ từ mình tăng lên số lớn nha. Mình đánh trong khoảng 15 phút, mình cho từ từ vào hết cái lượng đường luôn. Mình đánh là phải đánh theo vòng tròn nha các bạn. Sau 15 phút nè, là mình đã đánh xong rồi. Để biết được cái kem mình được không, các bạn dở lên. Các bạn thấy nó đứng nè, mình dở lên nè. Chết rồi, sợi dây điện. Mình dở lên là thấy cái kem nó đứng là được nha. Đó, nó đứng nhọn như vậy là được. Rồi, giờ mình sẽ làm tới bước tiếp theo nha. Tiếp theo thì các bạn cho sữa tươi với phô mai mà mình đã làm đó, mình cho từ từ vào luôn nha. Và dầu ăn luôn. Rồi, mình sẽ cho vào nha. Mình đầu tiên mình bấm số nhỏ thôi, mình cho từ từ vào nha. Mình cho dầu ăn vào luôn. Rồi mình đánh khoảng 1 phút là được rồi nha. Và bây giờ mình sẽ dùng cái cây trộn bột này, mình sẽ cho lòng đỏ vào nha. Mình để bật chế độ nhỏ nhỏ thôi. Mình cho vào. Thank you.
trộn cho nó đều vào nha. Tiếp theo thì mình sẽ gây bột bắp nha. Gây cho bột nó mịn. Tiếp theo mình sẽ gây bột mì vào nha. Mình gây từ từ vào thôi. Rồi giờ mình sẽ trộn bột với tốc độ là trung bình nha. Trộn cho nó đều. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang cái đồ đánh này, mình trộn cho nó đều hết nha các bạn. Tốc độ trung bình nha. Trộn cho nó đều là được rồi. Khoảng 30 giây là được. Tiếp theo thì các bạn chuẩn bị cho mình là một miếng giấy nến, hoặc là nếu như không có giấy nến thì các bạn có thể sử dụng là giấy A4 nha. Chúng ta cắt và chúng ta tha dầu. Nếu sử dụng giấy A4 thì các bạn tha dầu xung quanh này và tha trên cái thành này luôn cho mình nha, để cho bánh mình đừng có dính á. Mình tha dầu ăn trên cái vành này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho toàn bộ lượng bột mà mình đã trộn vào đây nha. Mình cho hết toàn bộ bột vào đây luôn. Rồi sau khi cho toàn bộ bột vào đây, chúng ta làm như vậy nha, cho các bọt khí nó vỡ ra. Đường kính của cái sửng này á, là khoảng 22cm nha các bạn. Rồi trước khi nướng á, thì các bạn nhớ vặn lò cho mình ở nhiệt độ là 200 độ C, lửa trên lửa dưới, và bật lò cho mình trước khoảng 10 phút nha. Khi mà lò được 10 phút mà chúng ta dặn ở 200 độ C rồi, bây giờ mình sẽ cho bánh vào nha. Chúng ta chú ý nha, phải cẩn thận nha, để lửa trên lửa dưới nha. Chúng ta có thể sử dụng là cái khuôn là bằng inox hoặc là bằng nhôm gì cũng đều được nha. Sau khi bánh nướng được khoảng 5 phút thì các bạn hạ nhiệt độ xuống cho mình còn 180 độ C nha. Bánh nướng được 5 phút thì hạ nhiệt độ xuống cho mình là 180 độ C. Và đây là thành quả của mình. Đó. Thì mình nghĩ á, thì tốt nhất là các bạn nên vặn ở 180 độ C thôi, không cần thiết phải vặn 200. Thì bánh này mình nướng là khoảng 23 phút. Thì tùy theo lò nướng của các bạn mà các bạn nướng. Thì cái lượng hơi nóng á, thì nó đi tới cái mặt bánh này, lúc này mặt bánh của mình đã chín rồi, nên cái hơi nóng nó sẽ bị giảm đi và nó không vào trong được. Do đó là bánh của mình nó sẽ không có chín bên trong nha. Các bạn chú ý nha, nếu như mà cái mặt bánh của mình mà nó chín trước cái đáy bánh á, thì nguy cơ bánh của mình nó sống. Thì để biết bánh sống hay chín thì các bạn dùng cái cây tăm á, mình ghim vào, cái mình rút cái tăm ra. Nếu như mà cây tăm của mình còn dính bột tức là bánh còn sống nha. Nếu như mà rút cây tăm ra không có vấn đề gì tức là bánh mình đã chín. Và để cứu nguy trong cái trường hợp mà cái mặt trên nó chín, nó đã vàng rồi mà cái chính giữa nó chưa chín, khi mà các bạn thử bánh á, thì nếu như các bạn cứ nướng tiếp thì ở chính giữa thì nó cũng có thể chín, nhưng mà lúc này là cái mặt ngoài này nó khác rồi. Để cứu quả thì bằng cách là mình lật. Và để cứu nguy á, thì các bạn đem bánh ra khỏi lò và các bạn lấy cái bánh ra và lật bánh trở lại, lật bánh ngược trở lại vậy để đem cái mặt đáy lên trên và để cho nó nướng, để cho cái lửa nó nướng mặt trên nha. Lửa nó nướng mặt trên thì quả mai thì nó sẽ chín bên trong nha. Đó là trường hợp cứu nguy. Rồi thì để tốt nhất thì các bạn nướng cho mình ở nhiệt độ là 180 độ C đi cho chắc ăn, và nướng cho mình từ 20 đến 25 phút hoặc là hơn nữa tùy theo nhiệt độ của lò. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thích các bạn nhớ like, share, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.
Bánh của mình thì nó rất là mềm nha. Nó mềm, nó có độ đàn hồi, rất là ngon. Còn chần chờ gì nữa mà không làm cho gia đình mình thưởng thức nha. Nó có độ đàn hồi.